Chào các bạn, đây là cái UAG dành cho cái Galaxy Note 9 và nó có tên là Plyo. Plyo nó là một cái dòng Essential Protection, nó là vừa có thiết kế rất là đẹp, không có hàm hố nhiều mà nó vừa có thể bảo vệ với cái chuẩn chống sốc. Với ở đây chúng ta có hai cái layer, tức là hai cái lớp bảo vệ khác nhau. Thì hãng cho biết là chúng ta sẽ có cái armor frame, là cái phần khung ở phía bên ngoài. Cùng với đó chúng ta có air soft corner, là những góc này được có thêm cái phần không khí để nó bảo vệ cho cái điện thoại. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta mở ra, cái thiết kế của nó cũng tương đối là thời trang. Cái sự trong suốt của nó với cái lớp cao su nó cứng ở phía bên ngoài, cứng nha các bạn, chứ không phải là mềm đâu. Chúng ta vẫn có thể bẻ nó được ở một mức độ tương đối, tuy nhiên bẻ nhiều quá thì nó sẽ gãy thôi. Thì cái này nó có cái phần frame, mình như mình nói lúc nãy là cái phần frame này nó rất là cứng, để nó chống cái va đập. Cho nên các bạn rớt điện thoại như thế này thì nó sẽ chống va đập rất là nhiều. Ở phía bên trên và bên dưới á, thì nó sẽ dày so với cái việc là hai bên. Tại vì khi mà các bạn cầm thì cái điện thoại chúng ta thường sẽ cầm hai bên là vuốt như thế này. Thì nếu mà cái này dày á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của chúng ta. Phía trên dưới thì nó ít hơn, nên là cầm như thế này nó cũng không ảnh hưởng. Và đây là những cái điểm mà khi mà các bạn lỡ mà có rớt cái điện thoại úp ngược xuống thì nó sẽ chống đỡ và nó không làm vỡ cái màn hình điện thoại. Ở những cái góc này thì UAG họ trang bị một cái lớp không khí nhỏ, đó là khi mà các bạn để vào nó không hoàn toàn là nó khít với cái điện thoại, nó sẽ có lớp không khí nhỏ ở phía bên này. Thì khi mà các bạn rớt xuống cái phần không khí này nó sẽ đỡ lại cho cái điện thoại và không có gây tình trạng chúng ta bị vỡ màn hình. Vỡ một cái màn hình nó rất là tốn nhiều tiền, trong khi đó thì cái này các bạn mua chỉ có vài trăm ngàn thôi. Thì hiện nay cái UAG Plyo này nó là thuộc cái dòng Essential Protection của Galaxy Note 9 mà UAG họ tạo ra, có giá bán là 890 ngàn. Một cái ốp rất là đẹp dành cho một cái Galaxy Note 9, một trong những sản phẩm thời thượng nhất hiện nay. Và mình xin nhắc lại là cái Galaxy Note 9 sẽ đến tay người dùng vào ngày 24 tháng 8 2018. Thì đây là một trong những cái ốp mà các bạn có thể xem qua để các bạn có thể lựa chọn và ốp cho cái Galaxy Note 9 để bảo vệ nó tốt hơn khi các bạn sử dụng hàng ngày. Nó sẽ tránh được tình trạng mà chúng ta bị bể màn hình. Thì mọi thông tin chi tiết khác về cái UAG Plyo Essential Protection dành cho Galaxy Note 9 ở phía dưới phần description mình đã có cái phần thông tin để các bạn click vào và xem. Website mình.vn mình đã có cái bài phù hợp để các bạn có thể xem chi tiết từng cái chi tiết nhỏ trên cái ốp lưng này. Rồi, các bạn và xin chào các bạn trong những video công nghệ lần sau.